Chú anh em ơi, ở ngay cái đó, ngay cái ổ gì vậy? Okay. Hello anh em, chào mừng anh em tới cái kênh YouTube của mình ha. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Hôm nay là dự án là mình sẽ lang thang đi kiếm chỗ đi câu cá anh em ơi. Hôm nay ngày quá đẹp. Mình đã chuẩn bị chút xíu muối tiêu chanh. Cần đồ cần câu là mình bỏ sẵn vô trong xe hết rồi. Bây giờ mời anh em cùng lang thang với mình đi câu cá ha. Hy vọng là câu dính cá, mình sẽ làm một cái video ngắn nướng cá rồi cho anh em xem. Ok, mời anh em lang thang chung với mình cho vui nha. Mình đã chuẩn bị xong, bây giờ mình đang ở ngoài đường rồi anh em ơi. Mình đang trên đường chạy lên, mình rước thằng bạn mình cái. Rồi mình sẽ đi mua một ly cà phê rồi mình sẽ lang thang kiếm chỗ câu cá anh em ơi. Trên đường đi có cái gì đẹp thì mình quay lại cho anh em xem ha. Mời anh em cùng lang thang chung với mình cho vui nha. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Ok, sau 10 phút chờ đợi mình đã có cà phê rồi. Thẳng tiến nha anh em. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. You fade away.
Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Ok anh em, sau khoảng một tiếng lái xe, cuối cùng mình cũng đã tới chỗ cầu rồi. Ở đây là cuối đường rồi, hết chạy đi đâu được nữa. Sao anh em thấy phong cảnh ở đây như thế nào, cho mình cái comment ở phía dưới ha. Quá đẹp luôn anh em ơi. Đây, dạo một vòng, xây camera một vòng cho anh em coi phong cảnh ở đây ha. Ok, giờ để mình chuẩn bị cần câu sơ quăng xuống thôi, có câu gì cắn không anh em. Ok, giờ đi quăng thử anh em. Quăng thử rồi có con gì cắn chưa ha. Đây, đây là cái mồi đây. Cái mồi màu đỏ, hai viên bi màu đỏ này là cá, nó tưởng nó là trứng cá, quăng xuống là nó thấy là nó có cá là nó sẽ cắn thôi anh em. Ok, giờ để mình thử nha. Không biết trong video anh em có thấy rõ không, nhưng mà mình có cột cái phao ở trên, nếu mà mình chỉ dòm cái phao thôi. Cái phao mà chìm thì mình giật thôi. Bữa nay ở ngoài này trời hơi gió anh em ơi. Phải quăng cái phao ở trên cái dòng nước chảy rồi cho cái phao nó trôi nhẹ xuống cái lằn nước chảy á. Cái này mép trên của bộ thấy không có hỏng em. Để mình xuống cái mép dưới mình quăng thử. Thằng bạn mình nó mới xảy con à. Phía sau cá cắn anh em ơi. Vô. Lên đây, có cá nướng rồi anh em ơi. Có cá nướng rồi anh em ơi. Theo anh em, chỉ có hai viên bi đỏ này thôi là nó tưởng nó có trứng cá là nó cắn. Cá này mình gọi là cá trắng ha. Một con. Ok. Kiếm thêm con nữa anh em ơi. Vô rồi sảy ơi, trời ơi,
Không sao không sao, mình biết nó ở đó rồi. Mình chỉnh cái mồi lại ha. Cái mồi thường thường nó nằm xuống vậy rồi mình phải chỉnh cho nó nằm ngang vậy nè. Nó phải nằm ngang vậy nè Nam. Rồi ok, mình thử lại. Không sao, mất con này bắt con khác. Chim vô anh em ơi, ở ngay cái đó, ngay cái ổ gì vậy? Wow, chạy đâu dữ vậy mày? Hai con anh em ơi, hai con ơi. Ok, giờ mình chuẩn bị củi. Chuẩn bị củi, nhúng củi lên rồi mình sẽ nướng cá anh em. Giờ này cũng 2 giờ rồi. Giờ lửa cháy rồi, giờ mình sẽ bỏ bụng hai con cá này ha, chờ có lửa than nữa là mình sẽ bỏ lên mình nướng thôi. Hồi nãy giờ khoảng 25 phút rồi anh em, lửa nó còn bao nhiêu đó. Giờ thấy lửa than rồi đó, chắc nướng được rồi. Ok, giờ mình thả cá lên nha. Nhưng mà nó bị gió
ok. Cá chín này nè mày. Làm chút xíu muối tiêu chanh ha. Luôn. Thịt cá quá ngon. Thank you.
đây ha. Nếu mà anh em xem mình thích video của mình thì cho mình một like với subscribe cho kênh của mình ha. Mình có tinh thần làm video khác cho anh em coi. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này ha. Chúc anh em một ngày tốt đẹp. Hẹn gặp lại anh em những dịp video khác. Cảm ơn anh em.